Triệu Trung Thành, đánh từ San Diego. Dạ. Dạ. Anh chào anh Thành. Dạ. Em là Quỳnh Hương, đại diện cho Tiến Dũng Media ở Orange County, thì đến đây ngày hôm nay để mình coi cái show của hãng xe VinFast. Thì theo anh có cảm nhận gì về cái hãng xe này? Cái hãng xe này thì nó đã đến với anh từ tháng 1 của năm nay, và anh làm mấy cái research về cái xe này. Tại anh rất là hào hứng về chiếc xe này rất nhiều. Tại vì chính anh đang chạy một chiếc Tesla X Model. Nhưng mà nếu so sánh hai cái đó, thì chiếc xe này không có thua về chất lượng ráp chiếc xe. Đó là okay. Anh nghĩ là nó hơn chiếc Tesla. Chiếc Tesla là có thể hơn cái xe này là về technology rồi thôi. Nhưng mà cái chất lượng của xe này là anh cho nó rất là cao điểm. Dạ. Yeah. Yeah. Anh là Triệu Trung Thành, đến từ San Diego. Dạ. Dạ. Anh chào anh Thành. Dạ. Em là Quỳnh Hương, đại diện cho Tiến Dũng Media ở Orange County, thì đến đây ngày hôm nay để mình coi cái show của hãng xe VinFast. Thì theo anh có cảm nhận gì về cái hãng xe này? Cái hãng xe này thì nó đã đến với anh từ tháng 1 của năm nay, và anh làm mấy cái research về cái xe này. Tại anh rất là hào hứng về chiếc xe này rất nhiều. Tại vì chính anh đang chạy một chiếc Tesla X Model. Nhưng mà nếu so sánh hai cái đó, thì chiếc xe này không có thua về chất lượng ráp chiếc xe. Đó là okay. Anh nghĩ là nó hơn chiếc Tesla. Chiếc Tesla là có thể hơn cái xe này là về technology rồi thôi. Nhưng mà cái chất lượng của xe này là anh cho nó rất là cao điểm. Yeah. Yeah. Chất lượng rồi anh thấy cái warranty, cái sự safety. Và giá cả thì theo anh nhận xét như thế nào? Thứ nhất là cái warranty thì anh nghĩ là chưa có hãng nào luôn, cả thằng Tesla warranty nó không bằng xe này. Cái này là 120.000 mai warranty. 125.000 mai xe này đó. Nhưng yeah. mà chưa có xe nào ấy hết yeah. trên cả thế giới. Nhưng mà xe này về cái chất lượng rất là tốt, người ta ráp được rất là tốt, tốt hơn Tesla nhiều. Yeah. Warranty thì rất là tốt, mà giá cả thì nếu mà em so hai cái thì nó rẻ hơn thằng Tesla Y model cho chiếc VF8. Nhưng mà cái anh nghĩ là nó bán sẽ rất đầy thị trường. Dạ, yeah, yeah. Nói chung là giá cả phải chăng, mà mẫu mã đẹp. Mẫu mã đẹp. Trẻ trung mà mình cảm thấy nó chắc chắn. Anh chạy lên chắc chắn hơn mà anh thích hơn. Anh thích hơn chiếc xe. Dạ. Anh đã về Việt Nam anh lái thử xe rồi. Anh tới nhà máy lái thử xe rồi. Dạ, wow. Yeah, yeah, thì chất lượng nó rất là cao. Nhưng mà nhiều người ta có sợ là có warranty rồi có người lo không? Theo anh biết, cái information bây giờ là nó không thua những chiếc xe khác, cả thằng Tesla. Dạ. Người ta đã plan ra hết, có chỗ sẽ sửa xe, có người tới nhà đồ, rất là ấy. Dạ. Dạ. Nói vậy là... chắc chắn là anh đã book một chiếc xe đúng không ạ? VF8. Anh đã order 60 chiếc rồi. Anh có 60 chiếc rồi. 60 chiếc. Dạ, 60 chiếc đó vì lý do anh muốn đặt 60 chiếc đó lúc đầu đó là anh muốn đầu năm tới những chiếc xe đó sẽ trên xa lộ của nước Mỹ, nhiều người chạy, thì nhiều người chạy sẽ đem cái bản đồ Việt Nam, nước Việt Nam lên bản đồ, là nhiều người ta biết về nước Việt Nam hơn, và cái kinh tế Việt Nam sẽ lên. Yeah. Mình không nước giúp được cái gì, mình phải giải giúp cái đó. Con cháu mình nó thay anh nghiệm là chiếc xe đó ở đâu ra, xe đó là từ nước cha của tôi ra chiếc xe đó. Còn ngoài ra những điểm khác thì anh không cần biết. Dạ, nói đó. Chung Quỳnh Meadowwood ở đâu cũng vậy, mình nghe tính Việt Nam mình hãnh diện cho người Việt Nam của mình. Và người Việt Nam rất là giỏi, rất dạ, rất là giỏi. Mình. Ok, nhưng mà hiện bây giờ thằng Mỹ mà nghe nói chính xác, bạn bè và bạn Mỹ là chỉ biết móng tay và phở. Dạ. Ok, thì chắc chắn đó. Mình làm gì làm, mà móng tay là tiền đốt người ta không hết, nhưng mình chỉ biết là mình thở tay là phở. Dạ. Nhưng mà cái này sẽ đem một bước nữa, thì cái đó là anh muốn thấy. Còn mà chất lượng quality mà trên này kêu quality thì thằng Tesla nó cũng có recall chứ không phải là không. Dạ. Không ai nghe nói nó xe đi Tesla all gì đều có hết. Tại chiếc xe mới lúc nào nó cũng có cái khứa cạnh này khứa cạnh kia, nhưng mà hiện bây giờ mình thấy trước mắt mình cái chất lượng nó ráp thì ngon hơn xe Tesla. Anh thì anh đang có ý định là anh đang lái Tesla, anh muốn drive qua VinFast. Em Mercedes chắc em cũng phải theo anh. Nó cái đó anh nói thật, dạ. Mercedes thì chạy lâu lắm, nhưng mà cái đi về xe điện cái này thì cái kinh nghiệm lại chứ không phải là anh nói không. Dạ. Nhưng mà anh
tôi đã chạy rồi và tôi đang ôm một chiếc xe, nhưng mà cái Tesla nó cái technology nó top rồi nhưng mà cái chất lượng nó chưa có đó, thì theo anh định thấy như vậy. Dạ anh cho em hỏi xin cái này, theo anh là có là bây giờ hiện tại bây giờ em biết là VinFast là có tới VF9. Yes. Thì theo anh thì anh thích cái model nào nhất nè? Anh thích model nhất là cái VF8. VF8 là vừa anh đi làm đi đâu đấy. VF8 là chiếc bên kia đó. Bên kia. Dạ. VF9 là cho xe cho gia đình. Đó, nhưng mà anh thích cái VF8, mà VF8 thì cho em biết thống kê là bán nhiều nhất. Dạ. Biết sao chiếc, dạ. Anh nghĩ 60 chiếc là cái đó mình mới, tại mình không cần xe, tiền xe mình ở nhà quá nhiều rồi, nhưng mà mình mua cái đó là tại mình thích cái lòng order giúp bạn bè này nọ. Mà hiện giờ anh không là người salesman, anh không có bán xe, nhưng mà anh nói thẳng ra nhiều người chưa biết. Dạ. Nhưng mà từ cái lúc mà lấy được 60 chiếc xe đó, hiện bây giờ bạn bè không phải là mình bán á, ngồi ăn uống nhậu nhẹt là anh đã release khoảng 20 mấy chiếc rồi. Và người ta look into it, thì 20 người khách đó là chưa biết về Tesla, mà nhiều người chạy thì anh hãnh diện mình là người Việt Nam. Dạ. Period, không còn không có gì khác nữa. Em mời anh đứng trước cái xe màu vàng là tại vì em thích xe này. Xe này rất là đẹp, cái xe này cái màu đen màu nhỉ. Vàng đúng không? Nhưng mà nãy anh nghe nói là em thích xe màu đỏ mà. Em bắt trước anh tới mấy chục chiếc em mới có chiếc thứ hai. Mà đó anh thích chiếc xe màu đỏ, hồi đó anh thích màu đỏ là chưa thấy chiếc này. Dạ. Mà bây giờ thấy chiếc này thì nó rất là nổi. Màu đỏ với màu vàng đều đẹp. Không, mà xe này đẹp, xe này rất rất đẹp, chất lượng rất tốt đó. Mã mà em nhìn em thấy cả. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Người Việt Nam mình giỏi á, cho nên không, cái đó tôi muốn làm cho chạy hết tại thằng Mỹ. Tôi đi chuyến máy bay Việt Nam. Đi đến chuyến máy bay tên gì? Đi chuyến máy bay Việt Nam 180. You're the key person, that's why. Okay. Body, good sir.
nó không có xuống, nó rất là nhiều. Nhưng mà xe VinFast nếu mà chỉ đóng mà chỉ sợ cửa sơn rất là biết độ rất nặng, giống như một chiếc xe con xe mà cái cửa rất chắc, cửa sơn nó tốt là view quality. All the safety features, như là xe tự động hoặc là xe tự lái, xe tự chạy, not 100% self driving, but level 2 is included in the car, mà chỉ không trả thêm một đồng. Tesla là chỉ trả thêm một đồng, nhưng mà mình khác là So I tell people if you drive the car within 10 years, all you have to worry about is wear and tear. Quý vị ơi, hãy nhanh chân gặp tất cả nhân viên của VinFast để mình phải đăng ký. Cái hôm em bây giờ rất là hot, là tại vì mình không có đăng ký thì mình phải chờ rất là lâu để mình được những cái xe đẹp, những cái quality và nhất là mẫu mã như thế này. Thì nó rung chung là cái màu mình không thể nào mà chê được. Khi mà mình nhìn gần như thế là có những cái clear, những cái kim tuyến rất là đẹp. Và những cái screen ở trong đây thì trời ơi, nhìn thoáng qua. Đúng rồi. Dạ, xe lớn. Đẹp hơn Tesla em ơi. Nhưng mà cửa đồ thì... cửa nặng, cửa đóng nặng và kiểu rất là chắc tay. Với lại giống như nếu mà chị thấy ở Tesla á, thấy nhiều Tesla màu trắng phải không? Với tại sao không? Tại vì cái màu đó không có tốn tiền. Đúng không? Màu của VinFast có 7 màu. Không tốn tiền. Màu nào cũng được. Rồi nhất là xe điện nữa. Đúng rồi. Bây giờ xăng thì tất cả toàn thế giới ở đâu nó cũng biến động cũng hết. Mà bây giờ VinFast ra đúng thời điểm rồi. Và cái bình chị nghe nói là được warranty. Được warranty 10 năm, 10 năm. Unlimited miles. Không sợ tốn tiền quý vị ơi, tại vì cái bình mà theo chị biết cứ chạy vài năm nó hư là cũng phải tốn là 20-25 ngàn đó, minimum là mười mấy 20 ngàn. Là next month, là bắt đầu tháng sau, là tháng sau là tụi em sẽ bắt đầu tất nhiên là nếu mà xe về thì mình cũng phải chờ qua custom rồi, thì lúc đó cái đó thì đến lúc đó thì mới biết là nhanh như thế nào. But projected is about like mid December to early on January. Yeah, so make sure everything clear, everything's clear. Yeah, so we're gonna deliver to all the first reservation holder and we're gonna keep a part of it for test driving. So nói tóm lại là hôm nay á, tới đây là thực sự là Quỳnh Hương ở đây cũng 30 mấy 40 năm, mình cảm thấy tự hào, exciting, hãnh diện cho người Việt Nam mình. Dù ở đâu người Việt Nam mình rất là giỏi, và không ngờ, phải nói là không ngờ người Việt Nam mình cho ra được một cái mẫu mã xe rất là gọn đẹp, nó như xe đua nhưng mà đừng có đua nha, giống như chiếc Porsche. rất là đẹp, mà mẫu mã nha. Thôi cho chị xin một màu đỏ được không? Có màu đỏ. Chị rất là thích, tại vì bây giờ holiday tới nè, mà VinFast ra hả đúng thời điểm holiday, rồi thời điểm là Tết, Lunar New Year, đó, next New month, year. Rồi xăng thì đang mắc, đúng rồi, trời ơi còn gì tuyệt vời. Mà nhất là những cái màu này bây giờ là hot color lắm. Ở trong ghế là nếu mà chị lựa mấy cái dòng mà cao á, là ghế chị được có 4 màu, chị muốn lựa màu cũng được. Màu nâu, màu xanh dương, màu trắng với màu đen. Có nghĩa là cái này là F7 hả kính? Chiếc này là F8. F8. Yeah. Rồi bây giờ mình tới để mình coi màu mới nhé. Cái này là F7, là cái này là different designer. So what the difference giữa number 7 and 8M? So the 7 giống như là nó là crossover SUV, so it's more for like younger people, you know, single people or like chị lái được không? Chị được, chị chạy một mình chị đi chợ thoải mái. Thì nếu mà chị để ý thì cái màu cái design nó khác hơn một chút với chiếc 8, nó sharp hơn, it's more futuristic. Like you know all the lights and everything. So did night come the light on like that? It stay like that. Yeah, the LED light. Like, yeah. It's so special. Mm-hmm. Wow. And then all your sensor are right here. Fog line, Wow, rất là đẹp. Cái này là chắc phải lên thử để đua thôi. Đúng rồi. Chị rất là thích, tại vì chị đi xe sport mà thật cái dòng Mercedes thì em cũng biết rồi. Mình cảm thấy cái mô lân nó rất là chắc chắn mà thấy cho mình. Mà nó nhẹ nhàng. Mẫu mã này nè. Nó mở ra được. It's so beautiful. Đó, thấy không?
và mẫu mã ghế da thì trời ơi tuyệt vời, quá tuyệt vời em ơi. Wow, rất là đẹp, rất là đẹp, mà cái màu nó màu nó smooth mà nó nhám. Mà chiếc này không phải là chưa có phải là post production đâu, chiếc này mới là pre production thôi. Mà nó làm nó kiểu nó như là everything like pretty well put together. Yeah. So pretty good car, yeah, really good car. Thường thường mình nói cái xe là mình nói phía trước hoặc phía sau. Đằng sau, yeah. They have different color, right? Yeah, yeah. Cái này là để cho có để không để đèn vậy thôi. Ở trong ở on ở chiếc số 8 ở trong nó có cái gọi là ambient lighting đó, là ở trong chỉ đổi màu được giống như Mercedes vậy đó. Dạ, yeah, Mercedes vậy đó. Dạ. Yeah. Rất là đẹp. Nói chung là không chê chỗ nào hết. Đúng rồi. Bên Mỹ này thì mình có cho em. Chưa, hôm qua tụi em mới launch cách đây 2 ngày nên là vẫn chưa biết được information lúc nào sẽ tới. Việt Nam có bán rồi đúng không? Không, chứ Việt Nam là chỉ có số 8 thôi. Số 8 là bắt đầu ra rồi, dạ, số 8 ra rồi, dạ. Wow. Dạ, số 8 là lúc mà cách đây 2 tháng là đã deliver một phần cho người Việt Nam, dạ, dạ. Em có thể bật mí là ví dụ như là F7 so how much they cost? Honestly, I can't tell you. There's no information. Oh, yeah, I'm pretty sure it'll be like slightly cheaper than the 8 because it's a smaller car, but there's no information. Well, yeah. But number 8 they have it's already information. Yeah. Oh, yeah, so bắt đầu số 8 là bắt đầu khoảng từ 57.000 lên tới 67.000. Có 50 mấy 60.000 thôi. Yeah. Trời ơi, cái này là unbelievable, cái giá rất là rẻ. Yeah. Tốt. Yeah. Nói chung là nói thật là cái giá này mình không có tưởng tượng được là vấn đề là cái warranty không? Đúng rồi. Yeah. Quá tốt quý vị ơi, thì em có còn chiếc xe nào mà đẹp nữa? Bắt đầu qua sang sang đây là số 6. Số 6 thì kiểu nhỏ gọn dễ thương. Nhỏ gọn dễ thương kiểu Jennifer. Okay. Cái số 6 là VF6. VF6. Wow. Yeah. Trời ơi, cái màu này nó sexy làm sao nhỉ? Ủa, cái màu này giống cái chiếc VF8 rồi, anh quay bên. Dạ đúng rồi, dạ. Thì cái màu đó giống như là cái gọi là orange. Dạ, so orange. Số 6, số 7, số 8 nó khác nhau có điểm gì căn bản nhất em? Chỉ là cái size thôi. Mostly the size. Thì nếu mà số em chắc chắn là cái range nó sẽ thấp hơn một chút tại vì nó nhỏ hơn. Thì cái size của battery nó sẽ nghĩa nhỏ là V6, V4 hay là cái engine của nó ha? Không có engine, chỉ có battery size. Battery size thôi. I'm sorry, battery size là cái này bằng điện. Yeah. Nhưng mà cái speed nó almost the same hay là the 6 and the 7 I have no idea. Yeah, tại vì nó chưa có information. Yeah, tại vì số 8 bây giờ là cái range thì nó up to 292. Wow. Yeah, 292. Wow. And số 9 là to nhất, bự nhất thì up. Yeah, số 9 là to nhất, bự nhất thì up to 369. Yeah, yeah, chưa có. Tại vì mới ra hôm qua. It's a VF6. Yeah. It's also electric, right? Full electric, yes. Yêu thích màu này hả? Cái màu này chị nghe mới ra chị hỏi. Ok, khi nào mà cái này chính thức là nó cho ra bán thị trường để có giá? Chưa ra. Vẫn chưa biết là khi nào ra. Làm cái kiểu này hơi lạ đó nha, là cho the audience thèm kiểu thử quá. Thử nhã nhã vậy một tí. Chắc mình phải đi đăng ký trước quý vị ơi, nhất là cái nào và rất là đẹp, nhỏ gọn. Cái này là phụ nữ, cái chiếc này là rất là thích hợp cho phụ nữ lái đây nè. Cái giá này vẫn còn chờ đợi. Giống như là sổ số. Chắc chắn là sẽ rất là hợp túi tiền. Rồi đó, túi tiền. Dạ. 8 thì 50. 57 tới 67. Dạ, dạ. Wow. Cái này là VIP chắc là nhỏ hơn. Dạ, nhỏ hơn, tất nhiên là sẽ nhỏ hơn. Cái này đề cập cái VIP 5. VIP 5 there's no information on the bike. Yeah. Pretty sure it's yeah. VIP 9. So lớn nhất trong dòng xe VF Tiro, dạ 7 chỗ. Thì ghế ở giữa thì chỉ có một option hoặc là một cái bench hoặc là captain chair. Cái này là nó thuộc về minivan rồi đó. Dạ, nhưng mà nó sang hơn. Dạ, ghế này thì nếu mà chị mua dòng Plus thì sẽ có heat and cooling với lại massage. Vậy hả? Dạ.
rất là êm, thoải mái. Dạ, yeah, dạ. Nói chung là handle đúng rồi. Watercraft. Yeah. Wow, cái điều đặc biệt là sunroof and moonroof all the way down. Yes, right? Yes. Wow, it's so beautiful. Mm-hmm. Thường là nó chỉ có halfway hay là cái phía trước là all the way. Ở như vậy luôn, dạ, như vậy luôn. Rồi đây có cái control for temperature, you can do it from the back. Yeah. Và nên nó có màn ảnh ở đây nữa. Dạ có. Yeah. Wow, nó có một cái màn ảnh nhỏ đây, cái này tiện cho family nè. Dạ, cho mấy cho rồi. Kid đồ. Đó, dạ. Chở con nít đi là này nọ là mấy em thích lắm. Dạ. Rồi ơi, như vậy là chị đề nghị là Tiến Dũng là phải order một chiếc rồi để chở hai cháu rồi. Dễ sợ không có tiền thôi. À, không. VinFast tài trợ là có cái chương trình là Zero Down hay là Something Special? Chưa ra. Chưa có giá. À có giá rồi, giá thì bắt đầu từ 76 lên tới 91. 91 là sẽ có đầy đủ hết option, full range battery. 91. Và nhưng nói là cái thời gian ra thì mình chưa biết. Thời gian ra thì dự tính là sẽ bắt đầu khoảng bắt đầu đầu hoặc giữa năm sau. Nói chung là quý vị ơi, phải mau nhanh chân đi đăng ký, tại vì VinFast là xe mẫu mã đẹp giá cả phải chăng, nhưng phải chờ đợi một chút. Đúng rồi. Về vấn đề đăng ký thì em ký tại chỗ đây. Dạ, là tụi em sẽ giúp khách đăng ký tại chỗ, hoặc là nếu mà mọi người về nhà mà muốn biết thêm thông tin thì lên VinFastAuto.us. Bây giờ nè, trước khi chia tay đó, ai có thể thêm sơ nét về trong những ngày nay đó, thì cái lượng khách hàng ở đây và cảm nhận của họ như thế nào? Rất là kiểu phản ứng rất là tích cực. Và thì mọi người nhiều người thì năm ngoái là người ta đã xem rồi, người ta đã thấy rồi. Hôm nay người ta quay lại thì người ta nói là mọi người nói là lượng lớn hơn, đẹp hơn, rồi mẫu mã cũng sang hơn. Có nhiều người không biết đi vào họ là ồ xe này từ đâu. Nên là ồ like we're from Vietnam. Xong rồi mình cũng giải thích là giá cả rồi promotion thì mọi người rất là impressed. Tại vì với một cái hãng mà từ Việt Nam mà không ai biết mà làm những cái sản phẩm như vậy thì rất là tốt. Và đến bây giờ thì cái lượng order đấy bao nhiêu rồi? Thì sáng giờ tụi em cũng order nhiều, cũng nhiều người cũng thích chiếc này. Cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Thì cái một cái xe mà nó đã design sẵn ở running board luôn. Yeah. Nói chung là cái rất là tiện, tại vì một cái option này mà nếu mà thường thường những cái hãng bán nó không có. Đúng rồi. Cái là option mà mình trả thêm tiền là đúng mất rồi. Tiền mà hãng VinFast là everything include. Chị lựa option với lại size battery, that's it. Whatever color you want, fine. Wow, that's very nice. So, chị thấy là thật sự biết rằng ở đây bên Mỹ nhưng mà thấy người Việt Nam mình cũng so exciting để đúng thử rồi, xe. Mà cộng đồng người Mỹ quá đông quý vị ơi. Thấy là mấy anh chàng trẻ không mà nhìn đúng cái xe là sport á. Thì tụi em nhiều người làm, với tụi em cũng có nhiều người đặt. Người đặt số 8. Cái hút nổi lên hay quá em. Dạ. Ở trước là nó có một cái front. Rồi anh cảm ơn. Dạ cảm ơn anh. Dạ, rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn em đã nhấn chút thời gian để nói chuyện với lại Tiến Dũng Media. Và chị cũng luôn chúc cho VinFast một ngày càng thành công và lớn mạnh, nhất là ở xứ Mỹ này. Dạ. Chị chào em. Cảm ơn chị. Cảm ơn em nha. Okay, thank you man. Thank you. Sao, em nói chuyện với chị mà tay em lạnh dữ vậy? À, em nghe em bị run á. Thì hôm qua em interview hơi nhiều. Em newer generation nó qua để em nhắn cái liên hệ qua cho để tôi mua cho anh của em là trên TDD anh cứ nhảy xem câu hỏi chuyện thành lần đó tại chúng ta trong phòng nhất 300 năm rồi em thấp tiếng dưới nè cái em xin chào một cái dây dây dạ cái Mỹ đúng chính xác cái số dưới là có bà xã hát dưới mà không mới gặp tuần qua bắt kêu rồi biết hả trời ơi nè chị tìm về cái Mỹ mà bây giờ về bây giờ hỏi chị TDD Media dạ TV Media. Nếu mà có cô VinFast là thế nào anh nghĩ rằng sẽ có coi TV Media
đi mấy lần rồi, năm rồi. Mấy chị là ở Sam Phan hả? Dạ chứ không, ông công ty luôn hả? Ok, vậy đi Dũng. Chào anh Dũng đẹp trai. Dạ, thì trước đây Quỳnh Hương cũng xin tiếp nhận một anh, em xin lỗi anh tên gì ạ? Chào Quỳnh Hương, tôi tên là John Sài Gòn. Dạ, John Sài Gòn, dạ. Thì hôm nay gặp anh John ở đây thì em cũng muốn xin phép anh cho những cái suy nghĩ và anh nghĩ sao về cái VinFast xe ở đây? À, tôi nghĩ hôm nay tôi tới đây thì thấy họ làm rất là đúng từ một chút xíu là hoành tráng đó. Yeah. Nhiều người dùng chữ hoành tráng nhưng mà cái gì nó cũng hoành tráng, nhưng mà cái này đúng là thực sự hoành tráng so với lại tất cả những cái show ở đây. Thì tôi thấy decoration và những cái bài trang trí của họ, tại tôi là graphic design thì tôi thấy cái cách họ làm rất là tốn tiền và rất đẹp, rất là chuyên nghiệp. Nói chung là mình hãnh diện về người Việt Nam mình đúng đã có được một cái hãng xe mà bước vô cái thị trường của Mỹ. Đúng rồi, đúng rồi. Thì, nó phải vào, họ phải có thực lực thì họ mới bước vô được, và phải có thực có khả năng mới bước vô được, chứ ở Mỹ không phải là anh có tiền mà anh đã vô. Mà theo tôi nghiên cứu, theo tôi được biết á, anh phải pass qua rất nhiều cái cửa để bước vào ngày vô chỗ này. Thì từ trước giờ cũng như là biết là người Việt Nam mình là rất là giỏi, rất là thông minh, nhưng mà nói thật đây là một cái big surprise, là không có nghĩ rằng người Việt Nam mình lại có một cái hãng xe hơi mà đem qua thị trường của Mỹ như thế. Thì anh có thấy là cái đó là rất một điều hãnh diện cho người Việt Nam mình? Với cá nhân mình là một người Việt Nam mình rất là hãnh diện là có một công ty người Việt Nam. Mình khoan nói là anh Vượng hay là ABC, nhưng mà mình hãnh diện là sản phẩm này có tên của Việt Nam ở trong đó. Cũng như hiện nay trong thời gian từ Covid đến giờ, cái mình tập trung vẫn là make in Việt Nam đem đến US, bất cứ sản phẩm nào nhưng mà phải tốt thì mình mới trong này có nhiều mẫu xe, thì đối với anh thì anh đã chọn cho mình mẫu xe nào chưa anh? Mình nghĩ là VVA là cái mà rất nhiều người thích. Family. Anh nghĩ rằng anh sẽ lái thử hiện nay không? Chắc chờ tới phiên mình còn lâu lắm, tại mình tới đây chỉ có thời gian ngắn thôi. Mà nếu mà chờ lái thì chắc tới chiều mà mình không ở lại được, nhưng rất muốn. Design, mình cũng là một người về bên design, thành ra mình thấy cái design là mình đã thích rồi. Còn ngay cả bên trong so với những xe khác mình cũng thích, ngay bên ngoài là rất là ấn tượng. Tại mình có hai người master mà người đó đều là người Ý hết. Người bên fashion và người bên graphic, thì hai người đều là người Ý, và mình cái style của mình là người Ý, và xe này design từ người Ý mà. Rồi thì có điều là thường khi người ta ngại rằng mất ở Việt Nam, đối với anh thì sao ạ? Theo tôi nghĩ, tôi làm việc với lại nhiều quốc gia, thì tôi nghĩ make in Việt Nam hay là make ở đâu, quan trọng là cái đó nó xuất xứ từ đâu. Bởi xe này design ở Ý và những nguyên phụ liệu, những cái chính là từ những công ty có tên tuổi họ làm ra, thì mình không nghĩ rằng có một công ty nào đó bỏ tiền tỷ sang bên này để mà làm một cái thứ mà không ai xài được. Họ sẽ không có ngu tới nỗi vậy. Em thương cảm ơn anh và chúc anh có một ngày tốt đẹp. Cảm ơn anh. Chào hai anh đẹp trai. Anh nhớ ủng hộ cho TD Media nha, gửi mình link. Join us for a special Pitfalls interactive game and special prizes coming up at 2 o'clock. Beautiful. Yes. And then how do you think about the model and the quality? Because you know, I know this the first company to warranty 125,000. Wow. Yeah, and then the battery, like, it goes on.
Now they're just waiting for the inspection, and they're waiting for everything assembly clearly, and then they go to that. But if right now people, the audience want to buy it, you need to go to the website, and you need to order, and they will send them out. And they're built in Vietnam? No, they come in here already. Oh, they're already here? But they're not exactly up in the dealer yet, but they can order online, and they will ship it to them. But where are they built? Right now, I just know they have the website online. Thank you so much. Have a great day. Have a good day. You too.